Bà Trung xin kính chào quý vị. Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 17 tháng 12 hôm nay sẽ được gửi đến quý vị những tin chính như sau. Hamas cho biết không có thỏa thuận con tin mới cho đến khi Israel ngừng tấn công ở Gaza. Tướng về hưu nói Hamas không thể bị đánh bại trừ khi làm mọi việc để trao trả con tin. Mỹ cảnh báo đe dọa an ninh trong dịp Giáng sinh. Đan Mạch và Đức bắt giữ nhiều nghi phạm Hamas Nhật Bản và Malaysia ký thỏa thuận hỗ trợ an ninh hàng hải trị giá 2,8 triệu USD. Hàng không mẫu hạm của Anh trở lại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vào năm 2025. Trung Quốc, nhiều người chết vì phổi trắng, viêm phổi do mycoplasma hay Covid-19. Dịch lây lan ở Trung Quốc, số ca nhập viện ở Hồng Kông tăng. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế ngày 17 tháng 12 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu vẫn sẽ là những thông tin cập nhật về chiến trường Gaza. Hamas cho biết không có thỏa thuận con tin mới cho đến khi Israel ngừng tấn công ở Gaza. Thưa quý vị, hôm 16 tháng 12, thành viên Bộ Chính trị Hamas Osama Hàn nói rằng nhóm khủng bố sẽ không đồng ý với một thỏa thuận khác về việc thả con tin mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza. Cho đến khi Israel ngừng các hoạt động quân sự và chấp nhận các điều kiện của Hamas để đạt được một thỏa thuận. Trong một động thái liên quan, một tướng về hưu nói, Hamas không thể bị đánh bại trừ khi làm mọi việc để trao trả con tin. Hôm 16 tháng 12, Thiếu tướng Amos Gilas cảnh báo, nếu các con tin Israel vẫn ở Gaza, sự hiện diện của họ rất là gánh nặng của sự yêu kém trong nhiều thập niên. Ông Amos Gilad hiện là giám đốc điều hành của viện chính sách và chiến lược. Trước đây ông đứng đầu phòng nghiên cứu của tình báo quân đội Israel. Ông nói: không thể giành chiến thắng trước Hamas nếu không làm mọi thứ có thể để giành lại con tin. Thừa sang một thông tin quốc tế khác, Mỹ cảnh báo, đe dọa an ninh trong dịp Giáng sinh. Đan Mạch và Đức bắt giữ nhiều nghi phạm Hamas. Thưa quý vị, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Bộ An ninh Nội địa gần đây đã cảnh báo về các mối đe dọa an toàn công cộng gia tăng ở Hoa Kỳ vào dịp Giáng sinh này và trong suốt mùa đông do cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Cơ quan thực thi pháp luật Đức và Đan Mạch hôm 14 tháng 12 thông báo bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas vì âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. Truyền thông đưa tin, FBI cho biết Họ đang theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa an toàn công cộng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới ở Mỹ. Mối đe dọa này có thể được mở rộng do cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn nhóm Hamas, ông Sami Abu kêu gọi tấn công trên toàn thế giới nhằm tấn công các đồng minh của Israel, đặc biệt là Mỹ và Anh, sau khi Israel và Hamas ngừng hoạt động trao đổi con tin vào ngày 5 tháng 12, khiến lợi ích của Israel và nước này bị ảnh hưởng. Các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ và Anh nói riêng đã khiến Israel và các đồng minh phải trả giá cho những thương vong mà họ phải gánh chịu ở Gaza trong cuộc chiến israel hamas Israel và Hamas bắt đầu trao đổi con tin và tù nhân vào ngày 24 tháng 11 và chiến dịch kết thúc vào ngày 1 tháng 12. Israel lên án Hamas vì đã không thả tất cả con tin, trong khi Hamas tuyên bố rằng những con tin chưa được thả là binh sĩ Israel. Do đó từ chối thả họ, trừ khi Israel thả tất cả tù nhân Palestine và đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn trong một cuộc phỏng vấn với AI Aquasa TV, cơ quan ngôn luận của Hamas ở Gaza, hôm 5 tháng 12. Người phát ngôn của nhóm Hamas, ông Sami Abu Juz, nói, khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken bảo vệ việc sát hại phụ nữ và trẻ em, những người có tin của đất nước chúng ta nên nói với họ, các ngươi là kẻ thù giống như Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nói với họ rằng các người phải trả giá cho việc đó, nó giống như Netanyahu. Hamas đã giết chết 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 240 con tin từ Israel và các quốc gia khác trong vụ tấn công khủng bố phát động vào ngày 7 tháng 10. Văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng đưa ra thông báo với các cơ quan thực thi pháp luật của Đức và Đan Mạch hôm 14 tháng 12, cáo buộc một số kẻ thù khủng bố liên quan đến Hamas đang liên kết kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Đức và Đan Mạch. Trong một tuyên bố, văn phòng của thủ tướng Israel ông Netanyahu cho biết. Sau một cuộc điều tra tình báo chuyên sâu và toàn diện, các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Đan Mạch hôm 15 tháng 12 đã bắt giữ 7 kẻ khủng bố trong nước. Hành động đại diện cho tổ chức khủng bố Hamas đã phá vỡ âm mưu khủng bố nhằm giết người vô tội ở châu Âu. Trong những năm gần đây, và đặc biệt là sau cuộc tấn công tàn bạo vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã nỗ lực mở rộng khả năng tiến hành các hoạt động quân sự trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, nhằm theo đuổi cuộc chiến chống lại Israel, người Do Thái và phương Tây. Thủ tướng Đan Mạch, Matt Frederiksen, từng nói với truyền thông rằng cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi liên quan đến một âm mưu khủng bố cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời cho biết nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Đan Mạch hiện rất cao. Mức độ đe dọa khủng bố của Đan Mạch đã được nâng lên cấp 4, mức độ đe dọa cao thứ hai của đất nước. Các quan chức của Đức hôm 14 tháng 12 thông báo rằng nước này đã bắt giữ 3 thành viên Hamas vào ngày hôm đó. Cảnh sát cho biết trong đó có nghi phạm có quan hệ với các nhóm khủng bố ở Berlin. Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Basman nói rằng, sau các cuộc tấn công khủng bố khốc liệt vào Israel, số vụ tấn công chống lại người Do Thái ở đất nước này đã tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây. Do đó chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng người Do Thái ở đất nước này sẽ không bao giờ phải lo sợ cho sự an toàn của chính mình nữa. Trong một thông tin khác, Nhật Bản và Malaysia ký thỏa thuận hỗ trợ an ninh hàng hải trị giá 2,8 triệu USD. Thưa quý vị, hôm 16 tháng 12, Nhật Bản và Malaysia đã ký một thỏa thuận hỗ trợ an ninh bao gồm khoản tài trợ trị giá 2,8 triệu USD để tăng cường an ninh hàng hải của Malaysia khi các quốc gia châu Á tìm cách chống lại một chính phủ Trung Quốc ngày càng tham vọng. Nhật Bản sẽ cung cấp các thiết bị như thuyền cứu hộ và vật tư theo thỏa thuận hỗ trợ an ninh chính thức được hai nước ký kết. Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tokyo, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản đánh dấu 50 năm quan hệ giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo một tuyên bố, Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hoan nghênh việc nâng mối quan hệ Nhật Bản Malaysia lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Malaysia, các thành viên ASEAN là Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei đều tuyên bố chủ quyền đối với các phần Biển Đông đang bị tranh chấp bởi Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy vốn là tuyến đường vận chuyển thương mại bằng tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ USD hàng năm. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 cho rằng yêu sách của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý. Tuần trước, Trung Quốc và Nhật Bản đã cáo buộc lẫn nhau về các hành vi xâm phạm hàng hải sau cuộc đối đầu giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của họ ở vùng biển xung quanh các đảo mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông. Viện trợ của Nhật Bản cho Malaysia diễn ra sau các thỏa thuận tương tự với Philippines và Bangladesh trong năm nay, và là một phần trong kế hoạch được công bố vào tháng 4 để Tokyo cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của họ. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày đến hôm nay 17 tháng 12, Nhật Bản sẽ hỗ trợ các thành viên ASEAN để nâng cao vị thế của họ với tư cách là chủ thể quốc tế, và họ giúp quản lý mối quan hệ với các nước khác bao gồm cả Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida dự kiến sẽ gặp riêng lãnh đạo của tất cả các nước thành viên ASEAN, bao gồm Campuchia, Singapore, Thái Lan, Lào và Đông Timor. Trong một động thái khác, hàng không mẫu hạm của anh trở lại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vào năm 2025. Thưa quý vị, hôm 14/12, tại căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Shop, tuyên bố rằng Hàng không mẫu hạm SMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đến tâm Nhật Bản với tư cách là xóa hạm của lực lượng khai triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết, vào năm 2025, hàng không mẫu hạm sẽ được khai triển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2025 và có thể mang theo chiến đấu cơ đa năng tàng hình F-35B Lightning. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng hàng không mẫu hạm này bao gồm một tàu sân bay, các tàu khu trục và máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Đội hình cũng có thể bao gồm các tàu ngầm và tàu chiến thân thiện. Sau đó, chiếc hàng không mẫu hạm này sẽ hợp tác với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các đối tác khác để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Vương quốc Anh đã khai triển một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lần đầu tiên vào năm 2021, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận chung và các đồng minh và các đối tác như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc trên đường đi. Vào thời điểm đó, phạm vi hoạt động trải dài khắp phía đông Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Cũng trong năm 2021, lần đầu tiên Hải quân Anh đã tiến hành đợt khai triển thường xuyên ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, kéo dài ít nhất 5 năm. Trung Quốc Gần đây, nhiều người chết bị phổi trắng, viêm phổi do mycoplasma hay COVID-19. Trung Quốc xuất hiện các bệnh về đường hô hấp và trẻ em đang phải gánh chịu diễn biến nặng. Nhiều cư dân mạng nói rằng việc bị viêm phổi do mycoplasma dẫn đến bệnh phổi trắng và đặt câu hỏi rằng đó có phải là do virus COVID-19 hay không. Ngoài ra còn có nhiều cư dân mạng Weibo cho biết virus corona mới khiến bệnh nhân xuất hiện lá phổi trắng sau khi dương tính và nhiều người đã chết vì nó. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một bé gái 7 tuổi ở Thâm Quyến bị viêm phổi do mycoplasma và được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thâm Quyến. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị phổi trắng. Các khoa ngoại trú nhi và phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đều chật kín. Một số phụ huynh cho biết con họ bị phổi trắng sau khi nhiễm mycoplasma. Tuy nhiên có tới 600 người xếp hàng chờ nhập viện và họ không còn cách nào khác là phải tiếp nhận điều trị duy trì bằng truyền dịch tại các phòng khám ngoại trú. Một bé 5 tuổi ở Thiểm Tây bị sốt cao, khó thở, đau ngực, chụp ích quang ngược trái cho thấy phổi trắng. Vào ngày 12 tháng 12, đông đảo cư dân mạng bình luận rằng nhiều trẻ em hoặc người già bị phổi trắng và nhiều người đã tử vong do virus corona. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng bệnh viêm phổi do mycoplasma là loại virus corona mới và nhiều người đã chết vì phổi trắng sau khi nhiễm virus corona mới. Lâm Bộ Lý, người tự nhận là blogger về các vấn đề xã hội nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, đã đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện vào ngày 12 tháng 12 nói rằng: "Có vẻ như ngoài việc chuẩn bị thuốc điều trị COVID-19 hàng năm, chúng ta cũng cần chuẩn bị thuốc cảm cúm, phổi trắng do bệnh cúm" có thể được nhìn thấy liên tục. Điều này trước đây là điều không thể tưởng tượng được và họ đều là những người trẻ tuổi. Trước làn sóng dịch bệnh, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng chính quyền đang né tránh COVID-19. Hôm 5 tháng 12, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đăng bài nói rằng chính phủ Trung Quốc và Ủy ban Y tế Quốc gia đã nhiều lần tuyên bố rằng không có dịch bệnh, không có biến thể virus và không có virus mới. Họ cũng cố gắng ngăn chặn và che đậy sự bùng phát bệnh phổ trắng ở nhiều nơi bằng cách sử dụng các thuật ngữ chung như cúm, viêm phế quản và viêm phổi. Vào ngày 28 tháng 11, nhiều quốc gia phát hiện ra rằng bệnh phổi trắng phổ biến ở trẻ em Trung Quốc đã lan sang nhiều nước và hiện vẫn đang tiếp tục lây lan. Trước đó, tựu nhân vật truyền thông Triệu Lan Kiện nói, chính phủ Trung Quốc chỉ muốn bỏ qua quá khứ và thay thế dịch coronavirus mới bằng rất nhiều từ, chẳng hạn như viêm phế quản, cảm lạnh và viêm phổi. Họ đã tránh dùng từ virus corona chủng mới. Khi bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc tiếp tục lan rộng, Tài khoản công khai WeChat của Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông báo vào tối ngày 9 tháng 12 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp. Theo đó, yêu cầu những người đến cơ sở y tế và những người dễ bị tổn thương phải đeo khẩu trang ở nơi đông người và khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng vào những nơi đông người hoặc tiếp xúc gần với người khác. Vào ngày 4 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng ban hành lệnh khẩn cấp nhằm làm mọi cách để có thể khai thác nguồn lực nhằm thực hiện các dịch vụ chẩn đoán và điều trị nhi khoa. Cùng ngày, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành thông báo của Bộ Giáo dục về phòng chống dịch bệnh trong trường học trong mùa đông, yêu cầu các trường học các cấp và làm tốt công tác phòng chống dịch vào mùa đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong văn bản, vị quan chức này nhắc đến từ nhạy cảm virus corona mới ít nhất 6 lần. Trước hàng loạt hiện tượng được quan chức Trung Quốc báo cáo, ngoại giới không khỏi đặt câu hỏi rằng đợt dịch viêm phổi này có khả năng là chủng virus gây Covid-19 chủng mới. Nó đang quay trở lại nhưng các quan chức không dám nói rõ ràng. Kính thưa quý vị, dịch bệnh tiếp tục lây lan ở Trung Quốc và số ca nhiễm bệnh ở Hồng Kông cũng bắt đầu gia tăng với những trường hợp chuyển biến nặng. Có chuyên gia đánh giá rằng khi dịch bước vào thời kỳ đỉnh điểm vào cuối tháng 12 và tháng 1, các cơ sở y tế Hồng Kông sẽ rất đông đúc. Cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông cho biết tỷ lệ lấp đầy giường bệnh nhi gần đây tương đối cao trung bình hơn 200 lượt nhập viện mỗi ngày, chủ yếu là do viêm đường hô hấp. Ngày 13 tháng 12, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông thông báo một cựu chiến binh đã tử vong tại Bệnh viện Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 19 tháng 11 do các triệu chứng như sốt và khó thở. Ngày 5 tháng 12, một bé gái 8 tháng tuổi được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Một bé trai 7 tuổi khác được chuẩn đoán viêm phổi vào ngày 2 tháng 12. Cả hai đứa trẻ đều trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu tháng trước cũng xảy ra một vụ lây nhiễm hàng loạt bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hồng Kông do chủng mới virus COVID-19. Tại một khoa tâm thần nam của Bệnh viện Cửu Long, 14 bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng sốt hoặc viêm đường hô hấp kể từ ngày 23 tháng 11 và được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 sau khi xét nghiệm. Ngày 8 tháng 12, Ban Quản lý Bệnh viện một lần nữa đưa ra thông tin có thêm 5 bệnh nhân nam trong khoa được xác nhận nhiễm bệnh. Một cư dân Hồng Kông nói với đài NTD TV rằng, Người dân Hồng Kông chúng tôi đều biết rằng virus COVID-19 chưa bao giờ biến mất, chỉ là trong 1-2 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu, không ai biết thực sự mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì loại virus này. Mới đây, Hứa Thọ Sương, giáo sư về hệ hô hấp tại Đại học Trung văn Hồng Kông cho biết, số ca nhiễm viêm phổi ở Hồng Kông bắt đầu gia tăng đáng kể từ tháng 8. Có khoảng 50 trường hợp trong tháng 8 và nhanh chóng tăng lên 170 trường hợp vào tháng 11. Con số này vẫn đang gia tăng. Hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng về hô hấp bao gồm sốt, đau họng. Ngoài ra, nhà truyền thông cấp cao Lý Mộc Dương cho biết, dịch bệnh bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc vào tháng 8, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ thừa nhận rằng ổ dịch là do COVID-19, và các bệnh viện cũng chưa bao giờ thừa nhận và xuất trình giấy chẩn đoán mắc COVID-19. Nhà truyền thông cấp cao Lý Mộc Dương nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng hết sức để che đậy sự lây lan của loại virus COVID-19 chủng mới ở Trung Quốc. Nhân viên y tế ở Bắc Kinh nói rằng khi bệnh nhân đến bệnh viện điều trị bệnh viện sẽ không xét nghiệm loại virus chủng mới gây COVID-19. Ngay cả khi một số đã được xét nghiệm, thì hồ sơ y tế sẽ không ghi trực tiếp rằng họ bị nhiễm virus gây COVID-19, mà sẽ ghi rằng họ bị nhiễm các loại dịch bệnh khác, chẳng hạn như bệnh viêm phổi do mycoplasma. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị và thuốc mà bệnh viện sử dụng cho những bệnh nhân này hoàn toàn dựa trên việc điều trị virus corona chủng mới. Số người nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng, thậm chí có người còn phát triển bệnh phổi trắng thậm chí có người tử vong. Chào mùa đông, chào Giáng sinh năm mới. Hộp quà nhỏ với bình giữ nhiệt xinh xắn và khăn quàng cổ ấm áp sẽ là sự quan tâm chăm sóc và nồng ấm tình yêu thương dành cho những người thân của bạn. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0925 893 893 xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư dkn tv Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.